chào các bạn. Chào Suku. Chào bà Linh Trần. Đây là nhà của ai? Mình chuẩn bị đột nhập vô. Con nai trời quá trời trang trí luôn nè. Có Jingle Bell nữa nè. Ba chú tuyết. Đây có một con gấu hả? Ui, già Noel kìa, ông đứng bự chưa? Nhà đẹp quá trà. Đột nhập vô căn nhà này coi. Ông già Noel. Ông làm gì ông đứng nhìn trời vậy? Tôi nhìn cô cười. Bà Linh. Cô đi mau mau vô nhà. Bà Linh phải làm nói ông già Noel luôn cả. Ừ, ông già Noel có râu. Râu dài quá ta. Ông già Noel sao nhìn nó trên đà trời không như trời. Ông này kêu quá. Mai nè. Mai đâu mà mai đâu. Ngày after Noel ngày 26 rồi chuẩn bị là đến Noel luôn mà. À là đã ăn Noel bù không? Ăn Noel bù. Ok. Hôm nay là Cẩm Thơ mặc đồ đẹp cái gì? Ôi tới chế mà chị. Cái thông hả? Cái thông này, cái này cây hay là lá? Là trái. À cây không? Rồi. Hát tặng mọi người nha. Cẩm Thơ xin kính chào các anh chị. Hôm nay là lần đầu tiên đến nhà của Hoa hậu Thanh Mai. Không ngờ là cái nhà nó quá bự. Đi vô đây, ngồi đây hả con? Bự hơn nhà em luôn. Gấp mấy lần rồi đó vậy? Cái sân cũng quá bự luôn. Bự hơn cái nhà em luôn. Cái gì bự hơn? Cái gì cũng bự hơn cái nhà em. Bà nói là tôi màu vậy đó. Nhắc tù. Hát gì ông Đức Tiến? Hát mà mấy bài Noel đi, hai mùa Noel gì đó đi. Mùa Noel buồn quá hả? Không, giả bài vui 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 đi, bài vui vui kệ. Người ta mùa đông. Mùa đông đó, đúng rồi. Người ta mùa đông. Mùa đông. Là bài hát Người tình mùa đông. Đây cho ca sĩ Từ Nguyên. Ok. Từ Nguyên mà biết còn Nguyên không? Anh nói tan tác rồi. À, bây giờ chắc mời gia đình mình đứng lên trên đây để cùng với anh Từ Nguyên để mà thổi nến và hát Happy Birthday cho anh. Anh Nguyên ơi, năm nay là năm anh thổi nến lần thứ mấy? Thổi hoài. Thôi, thì tự nói mày nói gì đâu. Thổi hoài ok.
Đúng rồi. Thì anh nói lại là 18 đi. Ai cấm đâu đúng không? 21 hả? Ok. Rồi mà bà chủ lên trên này luôn nè. Để mà đứng cùng này. Rồi anh đã cho bài Happy Birthday ha. Chị này. Thu Mai xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chơi vui vẻ hôm nay. Hôm nay là một cái ngày gọi là đổi và sẵn đây là Mai muốn chúc mừng ngày sinh nhật cho Tường Nguyên, là người em trai. Tường Nguyên hôm nay cảm ơn chị Mai rất nhiều, cũng như cảm ơn mấy anh em đến đây để chúc mừng nhà chị Mai cũng như là chung vui buổi sinh nhật của Tường Nguyên. Không có mất chị Mai mà. Và lần đây là lần đầu tiên Nguyên chỉ làm là hồng bao mất đây mà đông người như vậy đó. Tường Nguyên phải hấp đi. Thôi vậy làm là năm tuổi ha anh ơi. Anh mới năm tuổi anh mới làm chặt rồi. Năm tuổi qua em rồi. Tường Nguyên đúng ngày luôn hả? Đúng ngày là đúng ngày luôn. Đúng ngày luôn. Rồi còn đây. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Đây mình có camera xịn nè. Mọi người có thể ai không còn quay anh Ngọc đứng lên trên anh Ngọc. Rồi đúng rồi, bên đây đứng Nguyên, đừng đi đâu hết, em qua đây. Anh đứng lên giùm em đây. Dạ, rồi. Anh lấy cái ghế mình đứng lên nè anh trai. Anh lấy phải không? Phải không? Em nghĩ anh đứng lên cái ghế đứng lên. Rồi, thank you. Rồi, trở lại luôn. Mọi người đứng yên đó đi, rồi ban nhạc ra đây đánh giùm em và ca sĩ đi hát luôn. Mọi người đứng lại chỗ nhún nhảy. Cam thơ ra đây. Rồi, ban nhạc bay ra liền anh. Đẩy liền xuống. Còn có ai hát cho chung với em này, lên hát với em luôn đi. Tiến hát không đây. Oh, hello, nè anh đi. Thôi, mấy mời ca sĩ lên đi hết đi. Jingle bell. Đến lượt một là chị cướp quà của em, hai là chị cho chị chọn.
hiểu không? Ủa ai chọn này nè? Hả? Nguyễn Dung. Của ai? Nguyễn Dung hả? Nguyễn Dung đâu? Ra đây. Đó này nè. Rồi mở nó luôn. Cái này. Wow, lại là một cái nồi. Rồi, chị có muốn giật này về nấu cho ông ăn không? Chắc phải giật quá tại vì có cơm suốt ngày à. Rồi, ok, good job. Rồi. Sorry em. Rồi, rồi chị ra giật đi. Rồi, ok, chị đã rút lại thôi. Rồi, vậy là Uyên Dung thành lấy món mới. Ê, rút kinh nghiệm nha, bà Dung là chưa nghe bị giật. Từ đó đi làm show bao nhiêu lần thấy bà toàn lấy đồ bị tôi giật không à. Đúng rồi. Ta nói không, chọn gì chọn vừa phải thôi. Đẹp nhất, to nhất, nên thiên hạ dòm nhiều nhất. Rồi, mở luôn Trung Nguyên ơi. Rồi, một chai rượu Chivas. Đáng thuộc về tôi rồi đó. Rồi, số 8. Number 8. Who's number 8? Số 8. Mở ra liền luôn. Oh wow. Wow. Rồi, một đôi giày ngang trong nhà. Năm nay chắc mình lấy chồng quá. Bữa Christmas ở trên sở cũng tặng một đôi giày hồng. Bữa nay Christmas ở nhà Thanh Mai cũng được tặng đôi giày hồng, là hai đôi, là hai người chị mang đó. Chúc mừng chị nha. Là năm sau lấy chồng nhớ mời đáng là đi ăn đám cưới miễn phí. Ok, năm mình hai kem ha. Có muốn đi lấy chồng nữa giúp bảo không? Ờ không hả, ok. Bà thơ bà muốn lấy chồng, tôi lấy một ông là đủ rồi. Rồi, ổn bình luôn mọi người đẹp. Cái gì số cu? Quà gì bà số cu bà nội? À thì ra là miệng thì không lấy chồng mà tay chọn bà số cu. MC này được Thanh Mai mướn 8.000 đô đêm nay nha quý vị. Ồ mở đây có cái kéo nè người ơi. Hình như bộ mỹ phẩm á. What is it? Wow. Hả? Cái gì vậy? À ok, một bộ dưỡng mỹ phẩm. Không, mà giật đâu, mang về xài đi cưng. Rồi, có mời bà, nó mời trang số 10, go ahead bà. Rồi, anh, số 10. What, really? How? Hai món, hai số. Rồi, vậy hả? Rồi, ok, là 10, 11 đúng không? Giờ lấy trước đi, em lấy trang trai, lấy trước đi anh trai. Em lấy trước đi, em lấy trước đi. Hai số luôn mà. Sao mình có số thôi. Ok, rồi. Ok, cái gì đây? Nintendo. Oh my goodness. Oh wow. Một cái máy chơi game Nintendo trị giá 8.000 đô. Du anh giật thôi là. Ok rồi. Congratulations rồi. Ủa lại gì vậy? Mở bao nhiêu? Một cái Costco mua đồ trị giá 30.000 đô. Trừ đi 3 số 0 là còn 30 đô. Chuyện gì xít? Này. Oh, you. Wow. Oh my. Wow. Một cái túi dễ thương. How cute. Ok, come on. Lấy giùm đi. Rồi, Cam Thơ lấy giùm. Nè. Tính sao? Giật chai rượu. Đúng là chị Uyên Dung chỉ là người bị hay bị giật. Hôm nay chỉ có một mình chị Uyên Dung là bị giật quà. Bây giờ có người muốn giật cái đồ của chị Uyên Dung rồi đó. Chai rượu. Nói cho chị Uyên Dung vô một cái khác đi. Chai rượu nó rồi. Rồi Uyên Dung ói rượu ra. Uyên Dung đi làm bóc con khác đi Dung ơi. Không để ý món nào để mình giật coi. Ok, Uyên Dung. Mình Uyên Dung khách hàng. Cảm ơn Uyên Dung. Rồi Uyên Dung, ủa hồi nãy tôi nhớ có hai chai rượu luôn á nha. Sao không? Ồ, chai rượu rất là ngon luôn á. Ok. Right. Ok, good job. Amy. Ủa đây cái rượu đó má ơi. Không, đồ lúc của bà giật đòn được nữa. Ủa bà Linh giật của Uyên Dung. Ủa chết cha giờ mà lấy cái gì trời.
cho 1, 2, 3, go. Rồi. Trời ơi. Ông già Noel già rồi còn bị giật. Trời ơi, đừng có lấy đồ của nữ. Trời ơi. Biết ngay mà. Dạ, ai tóc dài giơ tay. Bán lại giá 150. Thì lấy 150 phải không rồi, đưa tiền. Ok rồi. This is my turn. Rồi đến là số 25, 26, 27. Ok. You want it? Yeah, you said it. It's good for you, girl. Yeah, good job. Ok, I have a new chain. Con làm cái giùm cho vui cho coi. Ủa là sao ông nội? Đủ phải không? Oh wow. Tụi vì tin lời phụ nữ. Oh wow. It's candle. Wow. It's a candle again. Là anh có lấy đèn cày không anh? Có ai lấy cày đèn không? Ok, 25, 26, 27, 28. Open your gift. Trời ơi, còn nữa nhà mẹ Mai dọn đồ đã luôn nha mẹ Mai. Có đủ không? Mày không cho gia đình tôi. Ok, do miss, rồi, good. Rồi, 28, 28, 29, 29, 29, you. Go ahead. Open your gift. Oh wow. Ok, again. 25,000. 25,000. 28, 29, 30. 30 lần thứ nhất. Oh wow. Hay quá ha. Bác sĩ đang ở cách nửa dặm đường trái đất mà nghe 30 bay vô liền. Dễ sợ. Bác sĩ làm việc khoa tay không có hồng đúng không? Hết rồi hả? 35 là hết rồi phải không? 36, 37, 38, 39, 40. Rồi vậy là hết. Vậy là hai món quà dư ra. Rồi đứa MC hút món. Ông bà nhà hút món. Giỡn thôi. Ok Ben, back to your Ben. Rồi singer, singer, singer. Mai chị Linh. Mai. Mai là chủ nha. Mai từng bước. Ông già ơi, già bắt tay nha ông già. Ông già Noel. Ôi, hết hồn hết vía. Mai chơi sầu sầu. Vậy mà nãy giờ không mở ha. Bye bye ông già Noel. Merry Christmas. Bye bye Noel. Rồi ông thích hát đi nha bye bye. Bye bye chị Dung. Dạ em đi. Merry Christmas chị Dung. Bye chị. Bye bye mà. Bạn các bạn, từ nhà Tám lên đây khoảng 20 phút. Tám chở bà Linh đi đó. Bây giờ Tám chở bà Linh về nè. Ghê hôm nay Tám làm tài xế. Ghê. Bây giờ bà Linh mới giật cái cây rượu của ông ta. Đó là bơm rượu quá các bạn. Bây giờ nó phát hiện ra bà Linh là bơm rượu. Quà bà giật cái gì cũng giật. Bà giật cây rượu của ông ta. Cây rượu còn được, còn mấy cái kia chẳng được. Đây là thành phố không đèn đó bà. Ủa vậy thành hả? Phố không đèn đường. Tại sao? Hồi nãy Mai nói thành phố này không có đèn đường. Thôi, chào tạm biệt các bạn tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Ủa, ở đây tôi thui vậy bà có thấy tôi không? Thấy. Thấy luôn hả? Ừ. Thấy rõ không? Ừ. Sao tối thui mà. Ở vậy ngõ này mới thấy nè. Ngõ này thấy không? Thấy chưa? Đó. Chào các bạn. Một lần nữa chúc các bạn Noel và năm mới vui vẻ, hạnh phúc.
clip đã quá dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. See you again. Tấm phải chở bà Linh Trần về đây. Tấm đi freeway gì đó. Ghê không? Liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.